Sau khi chứng kiến hiệu suất của 9950 Ách Body và 9070 XT, không ít game thủ có lẽ đã cảm thấy phấn khích tột độ, thậm chí bắt đầu cân nhắc việc xây dựng một hệ thống 3A có vẻ như nền tảng AMD, với bo mạch chủ AMD kết hợp cùng các đồ họa AMD đang trở thành lựa chọn tối ưu cho những ai muốn có hiệu suất tốt với mức giá hợp lý. Vậy nên hôm nay, mình giới thiệu đến mọi người một mẫu bo mạch chủ AMD có giá trị trên từng đồng, Asus TUF Gaming B850 Plus Wi-Fi với ngân sách chỉ $250. Bạn nhận được 14 cộng 2 cộng 1 phẩy cấp nguồn, PCB 8 lớp, đủ sức kéo 9800X 3D, 9900X 3D một cách dễ dàng, hỗ trợ bật FIBO chỉ với một cú nhấc chuột và có 3 mức điều chỉnh hiệu suất, giúp tối ưu sức mạnh CPU. Về thiết kế tổng thể, bo mạch này vẫn mang phong cách TUF cổ điển, mạnh mẽ và tinh tế. Nó được trang bị giáp tản nhiệt cỡ lớn với họa tiết kim loại phái sức đầy ấn tượng. Ngoài ra, ba khe M2 đều có tản nhiệt kim loại độc lập, trong đó một khe hỗ trợ PCIe 5.0. Về tính tiện dụng, TUF không hề bị cắt giảm các tính năng như nút tháo các đồ họa nhanh, anten dễ tháo lắp, khóa cố định M2 tiện lợi, giúp người mới ráp PC dễ dàng thao tác hơn. Với mức giá khoảng $250, đây là một bo mạch chủ vừa có khả năng mở rộng tốt, vừa đủ sức vận hành dòng ra sân 9000 một cách mượt mà. Nếu ngân sách dành cho bo mạch chủ của bạn không quá dư giả, đây chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc.